Hello, xin chào tất cả các bác, cập bến Nô Loa Bát 30 Tây Ban Nha. Phải nói dòng này quá là cốc các bạn. Đây em đang mở thử một chiếc cho các bác nghe nhá. Đây này, nhạc thì lấy từ đây. Bước chân em lẻ loi chờ anh. Hay đó đến chốn mơ xa nhạt bóng mây nơi chân trời không ngày tháng phiêu du quên đường về đặt tên dấu chân anh trong đời tôi. Hay lắm các bạn. Con đẩy 4 kênh ngày hôm nay cập bến các bác nhá. BOB này, con này tiếng cũng rất là hay. Nhạc thì lấy từ điện thoại. Còn đây nước mắt hóa chung niềm nhớ nhung trên con đường xanh màu lá đã quen dấu chân người lẻ loi bước chân em đi về đâu. Mai trời vơi em bước qua bao con đường xưa nơi ta đã nói lời của nó kinh khủng chứ các bạn. Mở này chắc là phải là cả làng nghe. Đây một quả các bác nhá, duy nhất một quả thôi. Đó. Bát 30. Con này hình như là bát 32 chứ không phải bát 30 đâu. Cái thùng của nó làm rất là gọn các bác nhìn này. Cái thùng nó làm gần như là ra hết mép loa luôn. Đó. Họng kèn này, chất chưa? Đây. Rất tiếc là cái loa này nó không có nhiều. Thực sự các bác là cái loa này quá là hay. Em làm rất là nhiều loại rồi. Cực kỳ nhiều loại những dòng loa này. Bán cho ai không ai mà chê. Có những bác mua cách đây hàng gần 5 năm rồi. Mà dùng thì dùng đúng là dùng kiểu dùng như phá rồi đấy. Dùng gọi là hát hò bay nhảy các kiểu con là điệu. Nhưng mà hàng gần 5 năm rồi. Nó vẫn ok, nó vẫn ngon lành cành đào. Không xuống cấp một tí nào luôn. Chơi những cái dòng loa xịn thì lúc nào cũng ok luôn. Để ý những dòng bát của Tây Ban Nha nhé. Cái dòng bát này mặc định nó là hay. Nhưng quan trọng nhất là khi chúng ta mua loa bãi thì phải chú trọng vấn đề là côn nó còn zin không nhé. Côn mà nó đã làm lại rồi thì cái chất lượng loa nó kém, chất âm nó không còn hay các bạn. Bên trong này nó có cái lưới chắn bụi. Cái lưới này của nó là cái lưới không bao giờ han các bạn nhé. Lưới nó không bao giờ han đó. Và cái bích từ con này cũng rất là dày rồi. Đây là cái loa xịn các bạn nhé. Bát của Tây Ban Nha, tép BMC của Italy. Màng con này là màng sợi thủy tinh các bác nhá. Nếu trời tối thì mình bình thường ban ngày nhìn cũng thấy óng ánh như này. Từ con này từ 201 các bạn, từ rất là to. Và côn của nó là côn 75. Đấy, côn 75 mà nhện con này cũng rất là đẹp. Nhện nó là thuộc cái dòng nhện như của dòng GB ấy. Đẹp lắm. Nhìn cái loa xịn nó làm nhìn chất từ những cái gọi là nhện màng rồi là keo rồi là các bác nhìn này. Đây. Đẹp không? Cái bích từ của nó hàng xịn nó đen kiểu đen sẫm cơ. Nói chung là bọn em làm quen rồi thì chỉ cần nhìn qua phát là biết loa có phải là xịn hay không và bát nó có chất hay không. Màng con này nó màng chống nước quá nhá, màng chống nước. Đó. Gân là gân vải tẩm dầu, sóng. Gân ba sóng các bác nhá, gân ba sóng gân vải tẩm dầu. Màng này anh em có đổ nước vào đánh cũng không thể hỏng được. Còn đây là phân tần của nó. Đây phân tần em có thả sẵn đây. Bên trong bông mút tiêu âm đây nhá. Thùng con này thùng cân nó bãi vừa nãy về xong. Đẹp. Này, phân tần chất không? Quá chất luôn. Hay lắm các bạn. Các bác nghe nhạc đấy, như vừa nãy em mở đoạn nhạc Bolero nghe đã thấy sướng rồi. Còn tiếng bát của cái con này nó đánh, phải nói là bát đánh rất sâu, bát đánh sâu của lực. Nó thiết kế thùng là thùng cân mà. Đó nhá, thùng cân. Và loa này cũng rất là nặng các bạn. Loa này nặng lắm. Đây thì em về được có hơi chục cặp thôi. Hơi chục cặp thì ở đây loa chưa có một vệ sinh, cũng chưa có lau chùi là nó chỉ bị xước sáp những cái chỗ như này này các bác nhìn này. Nó bật sơn những chỗ này thì em sẽ mông má cho nó đẹp như mới các bác về chơi.
đây mặt ấy căng của nó đấy. Cái mặt ấy căng của nó thì rất đẹp nhá. Mặt ấy căng bên trong có một lớp lưới chắn bụi nữa. Đó. À đây. Cái loa Eric nó súp kép bát 40 Eric này khi mà gửi đi cho toàn thể các bác thì em cũng đều là mông má tốt tát, nó đẹp như thế này các bác nhá. Còn bên trong ruột gan như mới. Đấy. Anh em mua loa của em thì cứ yên tâm, không lo vấn đề là cái nhất là hàng nhái, là cái thứ hai là loa làm lại hay là chưa làm lại em thông báo luôn, chứ không chơi kiểu là úp sọt đâu các bác, cứ yên tâm nhá. À đây, con đẩy 4 kênh này có 2 con nhá, còn cái con BB này có 2, 4, 5 con, toàn hàng chất cho các bạn, đẹp lắm. Đây này, con này thì để clip sau giới thiệu các bác này, hàng xịn nhá. Đây, con này vừa lấy em tháo ra để nó bị tuột cái dây nguồn ở đây, tháo này đẹp không, máy nó chất như thế này cơ mà, nhìn con đẩy phải nói là sướng. Em ăn dưới này IC dày di diết cả rô le rồi là cả tụ nhôm cũng nhức, nó còn đẩy hàng chất thật ấy. Toàn bộ chạy sò mô phép với sò trường là gì với kép. Đây, quan trọng cái loa này, và cũng xin thông báo giá luôn cho toàn thể các bác được biết, cái dòng loa này giá đợt này rất là tốt, mặc dù ở trên thị trường gọi là tất cả những cái mặt hàng giá đều lên đó nhá, tất cả mặt hàng giá đều lên, nhưng em về cái loa này tôi nói thật các bác là mua rất là lâu rồi, mua phải đến gần nửa năm nay rồi nó mới về. Đấy, cái lúc đấy em mua thì cái giá nó cũng hợp lý, và vận chuyển thì nó hơi cao một tí, nhưng cũng xin thông báo giá cho toàn thể các bác được biết là cái loa này bán dưới 10 triệu các bác nhé, bán dưới 10 triệu đấy, cực kỳ là tốt. Các bác nếu để ý cái kênh của em thì cách đây 1-2 năm em có bán những cái dòng loa bát kiểu này, những dòng loa Tây Ban Nha, kể cả những dòng loa Audio Center và dòng loa JD và dòng loa 18 sao, 18 cộng đó. Số lượng không có nhiều đâu các bác nhé. Rồi, clip này thì em cũng xin được phép kết thúc tại đây. Xin cảm ơn toàn thể các bác quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.